Anh để cho em một mình quản lý cái nhà hàng này, em sợ là không có nổi. Sao lại một mình? Có Hương phụ em mà. Với lại á, mối mang Hương có sẵn, em chỉ đại diện thu tiền thôi. Nhưng mà em đâu có biết đếm tiền đâu mà đưa tiền cho em đếm. Lỡ như mà em làm mất hết tiền của anh thì sao? À, vậy thì anh sẽ dành một tháng ra để dạy em cách đếm tiền, để mà quản lý tiền cho anh. Nhớ đó nha, thầy đã hứa là thầy phải giữ lời đó nha. Sao, bắt đầu từ tối nay hả? Vô đi. Vô. Trâm, Tâm. Dạ. Anh đợi chút nha. Dạ ba má. Dạ hai bác. Con ở lại chơi vài hôm nữa đi con. Má, anh Tâm nói là bữa nay có đám giỗ cậu ba của anh Tâm rồi. Để tụi con nhận việc chính thức ở Sài Gòn rồi sẽ về thăm ba má nữa mà. Dạ. Con nói với lại ba má con là để hai bác thu xếp vài hôm rồi lên thăm nghe con. Dạ. Em ngộ ghê á. Chừng nào xong rồi mình mời anh chị xuống đây chơi cũng được. Dạ vậy thôi, để vài bữa nữa con sẽ đưa ba má con xuống để mà thăm hai bác. Rồi sẵn tiện con xin phép hai bác luôn. Xin phép gì? Con xin phép hai bác là cho con được qua lại với Trâm. À, cháu chạy xe về cẩn thận nha. Dạ con biết rồi, con là tay lái lụa mà, bác yên tâm. Con nhớ về phụ lo đám với lại ba má của Tâm nghe con. Dạ. Dạ. Dạ vậy thôi. Con thưa hai bác con đi. Má, con đi nha má. Con đi nha ba. À. Dạ con đi nha. Đó. Cái này là bánh ít nhân tôm đó. Con Duyên nó làm thâu đêm suốt sáng đó. Biết mày thèm nó làm cho ăn. Ở trển mà có bận biểu chăn gà chăn vịt gì á thì cũng nhốt vô chuồng rầu về ăn. Ăn cho lẹ chứ sáng giờ tao thấy tao cũng thèm dữ lắm. Chảy nước miếng luôn á. Ăn lẹ tới cậu con. Cậu Út. Hử? Không biết là có kiếp sau không hả cậu? Có chứ con. Nếu vậy chắc bây giờ anh ba anh đã thành người khác rồi. À, không chừng giờ nó đầu thai thành thằng Tâm mà cũng nên. Chứ tao thấy thằng Tâm nó giống y như thằng này nè. Nửa đêm tao đang ngủ, tức cái bọng đái quá, dậy đi toilet, ra thấy nó đứng sẵn, tao giật mình tè dầm trong quần luôn. Thiệt á, giống sao mà giống như đúc. Về chứng nghe. Đốt để con coi chừng phỏng tay đó. Ai. Anh ba, anh có sống khôn thác thiên. Anh về, anh phù hộ cho thằng Tâm. Nó có công ăn việc làm. Thằng Tâm, nó mới vừa tốt nghiệp đại học loại giỏi. Còn nó muốn xin vô công ty của anh Hai Thành làm. Nhưng mà anh Hai Thành chưa có chịu. Cái lạ hả mày? Ngộ kỳ thời. Nghĩ đi. Không phải là con ruột thì cũng là con đẻ chứ. À, không, ý là không phải là con ruột của nó, nhưng mà cũng là con của vợ đẻ ra. Tại vì người ta có câu á là vợ mình là con người ta, con mình do vợ đẻ ra.
nghĩ qua nghĩ lại trả bà con chi á, sao nó rối rối ta. Nhưng mà đại loại là nó cũng là con của thằng Thành thì sao mà nó không nhận được. Được rồi, nếu mà nó không nhận để cậu nói tao. Cậu Út, con cảm ơn cậu Út. Phải chi ai cũng được tốt giống như cậu vậy thì hay biết mấy. Nói chi những điều dư thừa vậy con. Cậu nói thiệt với con, cái xã hội này mà ai cũng tốt như cậu nè, ai cũng dễ thương như cậu, đẹp trai cao thượng giống cậu thì xã hội này gọi là cái chốn tiên bồng nguyên soái à, chứ không phải là nhân gian huyền ảo nữa. Ủa thằng Tâm đâu, không thấy nó về làm dỗ cha nó con? Dạ chắc thằng Tâm nó về đó cậu. Mà cậu nè. Gì? Cậu đừng có nói ra nói vô cái chuyện này, rủi mà thằng Tâm nó nghe được á, nó buồn tội nghiệp nó nghe cậu. Gì ngẫu à? Tao không lẽ giờ mà mày tính đem xuống lỗ luôn hay sao? Phải nói cho nó biết, còn không dám nói hả? Để đó cậu nói cho. Cậu. Để đó cậu. Cậu hả? Cậu đừng có nói. Bà, Linh đồ phụ nè. Bé Sao. Bé Sao. Bé Sao. Trời, mở ba nhấn chuông cũng từ từ thôi, muốn banh luôn cái chuông vậy đó hà. Cái chuông nó banh mà mày sợ hả? Cái thận ta muốn banh luôn rồi nè. Đi ra. Bé Sao, con dạ. Đứng lừa ngừ đó làm chi vậy? Lỡ đỡ bà Tư vô nhà coi. Dạ. Lên đi, thứ con dâu gì đâu á, nó làm như có mình nói biết mắt đáy, còn bà già này không biết mắt đáy hay sao mà để ngồi đây một mình vậy nè. Dạ từ từ. Má cái gì cũng từ từ thôi má. Đồ đạc mày để đó đi, lát mày lấy. Trời ơi, đỡ má vô nhà coi. Từ từ thôi. Ôi, đau. Từ từ nè. Đưa đây cho con. Tổ bà nào bấm chuông giống như nước đổ vô máy vậy hả? Nước sắp tràn rồi nè cậu. Nước đâu tràn? Trong ruột má con. Trời ơi, từ cái gì cũng phải từ từ, bấm chuông bấm muốn banh cái chuông luôn à. Ủa, còn nhỏ kia, trời đất ơi, dạ. Sao mày đứng mày để đồ đó, mày dạ. Không biết bả hả? Trời đất ơi, mất là chết liền, giàu vậy chứ mất một cọng rác là không được chứ bả à. Bữa nay tôi phải trả nợ cho chị à. Cái thằng quỷ kia, chị mày lên mày không mừng, mà mày còn nói tao là nợ này nợ kia của mày nữa hả? Cái ý này tôi không có nói nha, cái này chị tự nói nha, tự nói đặng tự tức hay gì? Cái thằng quỷ, má, trời ơi. Thôi mà má. Má đang bệnh mà. Quánh tôi hả? Nè, tao nói với mày nghe, tao mà không bị đau á, tao lấy cây gậy này tao đập vô đầu mày 10 cái cho đã nư tao. Cũng nhờ chị đau tôi mới dám nói vậy, cho bình thường tôi dám nói vậy cho chị quánh tôi đâu có ngu. Thôi mà cút. Đỡ má con vô phụ nè. Trời ơi, nước tràn ra bây giờ, tức nước dở bờ nè. Vậy mày gài tao hả? Tao lại cho ba quánh tao hả? Tao đâu có ngu. Cậu Út, quánh tao cũng không có phụ à. Mày đàn ông á, tự xử đi. Trời ơi. Thôi vô má. Tức chết với cái thằng này mà. Mẹ kêu con hả? Sao rồi? Công chuyện hôm qua có thành không? Xong hết rồi mẹ. Trong tuần này ông Hai Thành sẽ chuyển tiền cho chị Hương. Mà vậy đứng tên của chủ nhà hàng Hương Việt là ai? Là ổng. Trời ơi, như vậy cũng như không rồi. Đã nói cái nhà hàng đó mày phải đứng tên nhà hàng mới được. Mày ngủ với ổng chưa? Cái gì cũng phải từ từ chứ mẹ. Đâu phải cái gì mẹ muốn là cũng thành sự thật được liền đâu. Con đâu phải là thần thánh mà mới quen người ta có mấy bữa đã kêu người ta giao cho con tài sản mấy chục tỷ như vậy được. Tao hỏi mày đã ngủ với ổng chưa? Rồi. Thấy chưa? Đồ ngu. Tao dạy mày làm sao? Mày chưa cầm tiền của người ta mà mày đã trao thư cho người ta rồi là sao? Nè, kêu con Hương qua đây liền, để tao nói chuyện với nó. Ngu quá đi à.
Má uống miếng trà sâm cho khỏe má. Dạ, con xin phép má rằng sao dọn dẹp. Bữa nay là ngày gì mà bày tiệc linh đình vậy hả? Dạ, bữa nay là đám giỗ của anh ba. Con có làm một mâm cơm để cúng thôi má. Đã hai mươi mấy năm rồi mà vẫn còn mặn nồng quá ha. Bà này vô duyên à. Con cháu mà nó sống với nhau có tình có nghĩa vậy là mình nên tiên dương. Đằng này bà phê bình phẩm là sao? Mày im cái họng mày lại đi. Sao lúc nào mày cũng đứng về phe nó? Mày sỉ giả tao là sao vậy Út? Hả? Mày có phải là em tao hay không? Hỏi một câu dư thừa. Tôi phải em bà chứ tôi em ai? Mà tôi nói thiệt với bà nghe, tôi mà không phải em bà giờ tôi là tổng thống nước Cộng hòa Congo rồi. Trời đất ơi, đứa nào nói đúng thì mình nói đúng. Mở cửa giùm con đi ông Út. Đó. Nhờ tôi làm em bà mà giờ người ở của bà cũng sai tôi như giặc luôn kìa. Cái mặt lúc nào cũng trầm dầm như cái mền mắt mưa. Quỷ. Má, con lấy cháo cho má ăn nha. Ủa, nội, nội mới lên hả nội? Con chào má. Dạ, con chào bà. Ai đây? Dạ, đây là Trâm, bạn gái của con đó nội. Thôi, con dắt bạn gái vô nhà rửa tay rửa mặt rồi còn lên thắp nhang cho cậu ba nữa. Ủa má, nấu hết rồi hả má? Ừ, má chuẩn bị xong hết rồi, làm chỉ có một mâm cơm đơn giản hả? Tiếc quá à, con định dẫn Trâm về để mà phụ má nấu cơm đây nè. Trâm nấu ăn ngon lắm đó má. Tại ở dưới quê của Trâm á, ba mẹ Trâm có một nhà hàng. Nhưng phải để có dịp rồi con chở ba má về dưới đó ăn nha. Hả? Ừ, để ba con rảnh đã. Dạ. Thôi vậy thưa nội con lên thưa má. Dạ con xin phép. Nội của anh á. Anh nghe má nói á, là cậu ba bị chết mất xác ở tỉnh Biên hay là An Giang gì đó. Vậy là cậu ba mất lúc nhỏ hả anh? Ừ. Anh nghe má nói hình như là hai mươi mấy tuổi á. Nhưng mà sao không có ảnh? Thì lúc đó nhà cậu ba nghèo quá cho nên mới không có hình. Ngồi xuống đây đi em. Em nhìn mấy tấm hình ở trên bàn thờ ở cái bên này nè. Đó là thờ ông bà cố nội với lại ông bà ngoại với cậu ba. Ừ. Còn ở trong góc bên kia là thờ ông cố nội với lại ông nội của anh. Ừ. Anh nghe ông Út nói hồi đó ông bà nội nhà giàu lắm, giàu nhất xứ Long An luôn á. Hồi lúc đó ba thương má nhiều. Nhưng mà lúc đó bà nội anh không có thích má, tại vì má nghèo. Má ngày xưa nghèo lắm. Má mồ côi từ nhỏ, sống với lại bà cố nội. Vậy còn ba anh đâu? Ba thì bận rất là nhiều việc ở công ty, cho nên ít khi nào ở nhà lắm. À, anh sắp vô công ty của ba anh làm rồi, chắc là ba anh sẽ vui lắm ha. Anh cũng hy vọng là sẽ giúp được ba vào công ty vậy. Thị trường bây giờ nhà cửa đất đai đóng băng, công ty của ba đang gặp suy sụp. Lại đây coi.
Đi đâu đây hả? Má kêu ăn cơm. Ăn cơm. Anh hai biết rồi. Ô xuống dưới trước đi. Lát nữa anh chị xuống hả? Đẹp quá. Đẹp quá. Út, đừng có chọc chị. Của tôi. Của tôi. Của tôi mà. Út, của tôi mà. Buông chị ra. Tôi mà. Bông, bà lại chọc ghẹo gì nó nữa hả? Dạ. Ba mới về. Trả cho tôi. Nè, đứng lên đi. Đứng lên, đứng lên. Thôi. Đứng lên anh hai thương. Đứng lên đi em. Út à, giỏi giỏi giỏi. Đứng lên đi. Tại sao lúc nào mày cũng lòng nó khóc là sao? Út à, Út à, được rồi. Nín đi mà, nín đi mà Út. Nín đi anh hai thương. Hai người phải biết là Hai Thành không hề đơn giản đâu. Hai Thành từng tuyên bố cái gì mà Hai Thành muốn là Hai Thành quyết phải làm cho bằng được, dù phải giết người. Trời đất, gì ghê quá vậy? Mà sao chị Hồng có vẻ rành ông Hai Thành quá vậy? Tại vì ngày xưa... Nguyên Lam! Im ngay! Là người tình cũ hả? Tóm lại, chị nhờ Hương ngày mai nói lại với Hai Thành là cứ để Uyên Lam nó đứng tên cái nhà hàng đó đi. Hai Thành mà đứng tên á thì sẽ có chuyện ảnh hưởng tới công ty Thành Đạt đó. Em thấy là khó đó chị. Tự nhiên người ta bỏ ra mấy chục tỷ rồi lại để cho Uyên Lam đứng tên, khó lắm đó. Hay là chị tìm cách khác đi. À, còn có cách rồi. Cách gì? Không sao đâu. Cứ để má ở đây một hai bữa nữa, rồi lên bác sĩ kiểm tra. Tôi á là tôi thương bà thôi. Tôi không biết là bà có sống nổi hay không nữa. Cái mồi này á là tôi thấy bà thở không có nổi rồi đó. Cái bà này cứ nói quá, làm như bà muốn mẹ chồng bà chết không bằng. Quá cái gì mà quá. Tôi nói thiệt với ông á, thằng Tâm hay là con Lan gì á cũng sẽ ngạt thở hết cho mà coi. Không sao đâu, có cậu Út mà. À, mà hai người có bận bịu công chuyện gì ở dưới quê thì cứ về trước đi. Qua, nếu bà không có công chuyện gì thì bà cứ ở lại chơi với tôi vài hôm. Ừ, được á, để tôi ở tôi chơi với bà mấy ngày ha. Ừ. Ông đi về dưới lo chuyện học hành cho con Út đi. Tôi ở đây tôi phụ Duyên vài ngày tôi về ha. Không có được. Bà phải về lo cơm nước rồi giặt giũ cho tôi. Không có ở đây gì hết á. Đi về. Nè, bộ tôi là ổ xin của ông hả? Tôi ở đây mấy ngày là để tôi phụ với bà Duyên, đưa bà nội mấy đứa nhỏ đi khám bệnh. Rồi tôi về, ông làm gì bà dữ vậy? Thôi 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 thôi. Bà không cần phải lo mấy chuyện đó. Có người khác lo. Bà phải về. Với lại không có bà, tôi ngủ không có được. Quỷ sứ. Con Lan về chưa? Chắc là nó về đó. Em nghe tiếng bấm chuông. Dạ, thưa ba má, con mới về, thưa chú thím. Tâm. Dạ. Con bé đó nó ở đâu vậy con? Dạ, bạn của con ở bên quận 8 đó, thím. Thím bà là thím bà chịu nó đó nghe. Nó vừa xinh đẹp mà lại hiền lành nữa. Con á, mau cưới nó về lẹ lẹ để nó phụ với mẹ con chăm sóc bà nội nữa nha. Cưới xin cái gì? Hả? Sự nghiệp chưa có, nhà cửa chưa xong, khi nào có hay tính. Thím bà số 7 không à? Bớt nói lại đi. Con xin phép ba má, thưa chú thím con lên. Thank you.
trò hãm hại tôi. Anh thuê một thằng côn đồ lấy trinh tiết đời con gái của tôi. Anh là đồ độc ác. Tôi hận anh. Tôi dám nói chắc, cái thứ người như anh, không bao giờ anh sờ tới được ngón chân của con Duyên đâu. Đừng có ở đó mà mơ. Ai gọi với anh? Bà Cẩm Hồng. Đây em. Em nghe nè chị. Mày ngủ chưa? Em chưa. Có chuyện gì không chị nói luôn đi. Tao nghĩ kế hoạch của nhỏ Lam không qua được mặt cha Hai Thành đâu. Tao biết thằng cha này gớm lắm, không dễ lừa đâu. Nhưng mà bây giờ chả rất là mê Quyên Lam, thì chỉ cứ để Quyên Lam nói chuyện với chả đi. Không, tao biết là không được. Cứ để yên cho thằng chả muốn. Ai đứng tên cho nhà hàng cũng được. Không cần con Quyên Lam đâu. Tại Quyên Lam nó đứng, mai mốt có chuyện gì nó phải gánh mệt lắm. Tao muốn cứ để cho thằng chả đứng tên. Lỡ có chuyện gì thì chả vô tù ngồi, chứ tội gì mình phải chịu. Mày bán hết cho Hai Thành đi, đừng giữ lại phần nào hết. Có gì tao bán lại cho mày 30% cổ phần của nhà hàng Cẩm Hồng này lại cho mày. Coi như để có cơ sở bên đó mình làm sân sau. Tha hồ mình làm gì thì làm, không sợ công an hay cảnh sát gì hết. Mày hiểu chưa? Dạ, em hiểu rồi. Đứa nào dưới đó, kêu Nguyên Lam lên đây bàn công chuyện chút. Dạ. Anh thấy như vậy là không ổn đâu. Không nên. Tại vì anh Hai Thành rất tin tưởng anh. Nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì anh biết ăn nói làm sao với anh Hai Thành đây chứ. Thương trường là chiến trường mà anh. Nếu mà anh thương Hai Thành á, thì ai thương em đây? Thì anh thương em, chứ còn ai thương em nữa mà hỏi. Đôi lúc công việc làm ăn cũng phải cân nhắc. Cân là cân chuyện gì? Bây giờ anh muốn cân cái gì đây? Dự án của em ở ngoài Bình Thuận á, cần cả hơn 10 tỷ. Nếu mà em không bán được cái nhà hàng này cho Hai Thành thì em sẽ bị người ta lấy lại đất đai và mất hết. Anh có tiền để cho em không? Thì em thử nghĩ coi. Chính anh là người đưa Hai Thành đến để mua lại nhà hàng cho em. Nếu không có anh thuyết pháp thì còn lâu anh Hai Thành mới dây vốn ngân hàng để sang lại cái nhà hàng của em. Có đúng không? Thì em vẫn biết mà. Nhưng mà bây giờ Hai Thành á, vẫn cứ muốn em đứng tên, dù em chỉ có 30%. Mà mẹ con Cẩm Hồng á, thì muốn Hai Thành mua hết 100%, nhưng lại cho Uyên Lam đứng tên 30%. Cái chính ở đây là anh lại thấy mẹ con bà Cẩm Hồng đang có âm mưu gì đó rất là mờ ám. Hình như là bà Cẩm Hồng đang muốn đẩy anh Hai Thành vào tù và biến cái nhà hàng này thành một nơi buôn lậu và chứa gái mại dâm, có đúng không? Không có đâu. Thôi thì cứ tạm thời gác chuyện này qua một bên đi, để ngày mai anh gặp bà Cẩm Hồng nói chuyện của sao nè. Không có được, bà Cẩm Hồng á không có gặp người lạ. Bà ta chỉ đứng sau rèm cửa thôi. Mọi chuyện á, anh cứ nói chuyện với Uyên Lam đi.
Giờ đi ngủ đi anh. Chị hai, em về. Ừ. Thôi bà ráng đi nha. Thiệt tình, tôi thấy tội cho bà quá à. Tôi về, rồi vài bữa tôi rảnh, tôi lên thăm bà nha. Tôi không có sao đâu. Rồi đâu lại vào đó thôi. Tôi cũng quen rồi. Nhưng mà tôi nói thiệt, tôi thấy tội cho ông Tâm quá à. Đúng là ông không có thương Tâm như con ruột. Tại thằng Tâm á, nó giống y hệt anh Ba Phước à. Tôi, nhiều lúc tôi nhìn thấy nó, tôi thật sự giật mình luôn á. Nó giống quá đi à. Nè, cái bà già kia, trưa rồi đi về, nói gì nó ngày nó đêm nó không nghỉ vậy? Không, tôi không về. Ông Ngon, ông đi về với mình ông đi. Trời trời, cái bà này. Nè, bà đó, được chồng cưng quá, nhõng nhẽo hả? Biết sao được, tại tôi đẹp cho nên tôi có quyền chứ bộ. Trời trời, trời bà đẹp quá ha. Bà đẹp như thị nở gì đó. Ờ, tôi thị nở, vậy ông Chí Phèo hả? Thôi 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 thôi, đi về. Thôi, hai vợ chồng đừng có cãi nhau nữa. Đi về mạnh giỏi nha. Ừ, về mà giữ sức khỏe nha. Ừ, tôi về đây. Ừ. Nước sôi, nước sôi. Bà Tư có ăn giá không để con trụng? Sao nãy mà không bỏ vô luôn? Tại con sợ bà Tư không có ăn cho nên con... Sao mày lẻo mép quá? Nói gì mà cũng trả lời được là sao? Thì nó cũng phải có một chút miệng mép mới trúng thiển thành người làm nhà bà. Bà đứng ra bà tiễn nó chứ ai. Tôi thấy miệng mép nó cũng cỡ bà cho mấy mà chữ nó. Tao lại mày nghe Út. Mới sáng sớm mày xuống mày kiếm chuyện với tao. Sao tao sống nổi trong cái nhà này đấy Út? Hả? Sống không nổi hả? Trời ơi! Sao bà nói ngay cái suy nghĩ của tôi vậy trời? Suy nghĩ gì? Thì nói phong long vậy đó. Bà hiểu thì hiểu, không hiểu thì thôi, cho ngu giải thích cho ăn đòn à. Đúng là đồ khùng. Bà mới chữ ai á? Tao nói mày khùng, được chưa? Trời đất ơi! Sao vậy Tư? Ở trong nhà này Tư nhìn kỹ đi, có ai tỉnh đâu mà chửi tôi khùng cho tốn nước bọt vậy Tư? Mày quên tôi hả? Ôi cha, đau quá. Bà nội khùng, ông Út khùng, bà nội khùng. Không được nói. Nè, con không có được nói vậy là không. Mà con muốn nói vậy con phải nhìn kỹ ở trong nhà. Trong nhà cậu Út là không có khùng. Cái người nào mà có quạt, quạt vô vô mà cầm quạt đỏ quạt phạch phạch, người đó mới khùng, hiểu không? Bà nội khùng, ông Út khùng. Im lặng. Ông nói không, ông Út không. Nè, cô coi, cô dạy con cô như vậy đó. Ai dạy con ăn nói kiểu vậy với nội vậy? Mà qua xin lỗi nội đi, đừng ngồi xuống ăn sáng. Giọng mà xin lỗi nội. Đứng đây, vòng tay lại, xin lỗi đi. Ừ, nó lì quá. Qua ngồi đi con, ngồi xuống ghế đàng hoàng. Còn mày á, im cái họng lại cho tao. Tôi làm gì im họng? Im miệng gì? Nó mày chưa tao bằng nó hả? Nó bỏ cái tay xuống. Bỏ xuống chưa? Trời đất ơi, nó đổ đầy bàn nó kìa. Kìa. Trời trời, trời ơi, Duyên, mày qua mày coi con mày nè. Dạ. Trời ơi, Đạt, sao con làm như vậy? Dạ, con xin lỗi má. Thôi con không sao đâu, làm tốt khác, sẵn làm cho cậu tôi luôn. Mày im họng mày lại chưa? Trời đánh tránh bữa ăn nha. Con đừng có quậy nữa mà. Thôi xin lỗi Tư được chưa? Giờ tự nhiên thấy mối tình chị em mình nó thấm thiết quá trời quá đất. Dạ, vậy buổi trưa anh tới nhà hàng Hương Việt luôn nha. Ok, vậy nha. Em, Phú với Hoa về chưa? Dạ, về rồi.
Bộ chút em định đi đâu hả? Em tính đưa má qua bệnh viện Chợ Rẫy. Em sao vậy? Chưa bao giờ anh thương thằng Tâm thiệt tình đúng không? Chưa bao giờ anh quên nó là con của anh Ba Phước. Có phải như vậy không? Vậy có bao giờ cô đã quên được Bà Phước chưa? Có bao giờ cô thật sự yêu thương tôi chưa? Hôm nay anh có chuyện gì không vui hả? Chuyện của thằng Tâm, nó đồ gì đây làm, anh thấy sao? Nhưng mà nó học ngành gì anh? Nó học quản trị kinh doanh. Tôi thấy nó cũng ngoan đó chứ. Hay là anh hãy cho nó về công ty của mình tập sự dần dần. Mai mốt á, anh nghĩ làm thì nó điều hành công ty, tốt quá chứ. Thôi được rồi, tôi sẽ xem xét lại việc này. À, mà chuyện về nhà hàng Hương Việt, anh nói có sự thay đổi, là sự thay đổi gì vậy? Cô Yên Lam đã nói chuyện gì với anh chưa? Chưa, cô hẹn là trưa hôm nay đi ăn rồi mới nói. Vậy hả? Vậy thì thôi để chuyện này trưa hãy nói đi. Tôi muốn hỏi anh là về mấy căn chung cư ở bên Nhà Bè thì sao? Bán được bao nhiêu căn rồi? Bán chậm lắm anh ơi. Tại vì bên Hoàng Anh nó hạ giá, tất cả mọi người dồn mua về bên đó hết. Mà ngân hàng thì nói nếu cuối năm mà mình không trả hết vốn thì họ sẽ tịch biên. Alo. Nhưng mà anh cứ nói trước để cho ông chuẩn bị đi. Rồi trưa nhỏ Lam nó gặp ổng, nó dặm mắm thêm muối nữa là coi như xong. Thì dù sao ổng cũng tin tụi anh hơn là tụi em mà. Vậy nha, anh cứ tìm cách nói trước với ổng đi, trưa gặp ba anh. Thằng cha Thuyết á hả, có nghe bà âm mưu cái gì đó. Tôi phải nói đến khô cổ họng luôn á, ổng mới tin đó là tôi kẹt tiền nên bán nhà hàng đó. Tôi biết bà mà, bà mà nói cái gì kiến ở trong lỗ còn chui ra đúng mà. Tâm ơi, Tâm ơi Tâm. Dạ. Xong chưa con? Dạ má, đợi con một chút con xuống liền. Ờ. Con Lan đâu? Sao không kêu nó vậy? Dạ con đã kêu nó rồi má. Để con kêu nó lần nữa. Lan ơi Lan, nhanh lên Lan. À, má, con ngủ quên mất. Không sao đâu con, bây giờ mới chuẩn bị đi mà.
Đợi anh hai xuống rồi đi thôi. Ủa, là sao? Đi đâu? Tối hôm qua má dặn con với lại anh hai sáng hôm nay đưa bà nội đi khám bệnh, con không nhớ hả? Trời đất, đưa bà nội đi khám bệnh thôi mà phải huy động cả lực lượng vậy á hả? Sao con ăn nói như vậy với bà nội chứ hả? Con nói bình thường mà, bà nội vẫn còn khỏe, còn có việc, có hẹn với bạn con rồi, con phải đi công việc của con. Má với anh hai đưa đi đi. Mày đứng lại. Dạ. Mày đi đâu mà ăn mặc dị hổm như vậy? Má mày dạy mày vậy đó hả? Con ăn mặc làm sao? Đẹp mà. Bà nội đúng là nhà quê thứ thiệt. Lần đầu lên thành phố hả? Mẹ. Trời ơi là trời, cô dạy con như vậy đó hả? Con gái còn nữa, cứ như trần truồng mà đi ra đường như vậy là sao? Dạ con xin lỗi má. Má để con từ từ con dạy lại nó. Cô nên nhớ, nó là cháu nội của dòng dõi danh giá. Cô đừng dạy nó theo cái kiểu ít học, khố rách áo ôm. Gì vậy? Mới sáng sớm mà giống cải lương vậy? Dạ không có gì đâu cậu. Tâm ơi, xong chưa con? Xuống nhanh đi. Mày thay đồ đưa tao đi bệnh viện. Tôi đưa bà đi, cháu đứng tôn của bà ở nhà đốt nhà ai dập lửa. Mẹ có nói gỡn nha mày. Nội, để con đưa nội đi bệnh viện nha. Đứng lên, đi. Đứng lên từ từ. Từ từ. Từ từ thôi. Từ từ nội ơi. Đi chơi. Té cái là mệt đó nha. Rồi xách vỏ đồ đi. Ê con. Viên. Nè, cầm này đưa cho bà. Chỗ nào tự trống đi được là trống. Để nhỏ dìu hoài, đâu phải liệt đâu mà bắt nhỏ dìu hoài. Con cảm ơn cậu. Vậy thôi con đi nha. Ê, Viên. Gì cậu? Cậu muốn nói với con là cậu muốn cọc nè. Cậu muốn lấy vợ. Hả? Cậu muốn lấy vợ? Tầng hầm này có bao nhiêu phòng? Có 8 phòng ngủ, rất là sang trọng. Mà lối đi xuống cũng rất là kín đáo. Vậy nguồn thu chủ yếu từ những phòng này phải không? Dạ đúng. Khách chủ yếu từ bên Cẩm Hồng đưa qua. Toàn là khách VIP và có nhu cầu được tiếp các hoa hậu và các diễn viên nổi tiếng. Em xin lỗi, tại vì phải ghé qua thăm ba. Em mua gà ác cho ổng ăn. Người đẹp có hiếu vậy hả? Vì mẹ em vẫn luôn nói là đã là con người thì phải đặt chữ hiếu thảo và chữ chung thủy lên hàng đầu mà. Vậy à? Mẹ em là người phụ nữ tuyệt vời vậy sao? Hôm nào dẫn anh về trình diện mẹ nhé. Chắc chắn rồi. Sao rồi, công việc làm ăn của anh và chị Hương đã xong chưa? Chưa. Hương muốn anh mua lại toàn bộ nhà hàng của Hương. Nhưng mà anh suy nghĩ anh chưa có kinh nghiệm quản lý, cho nên chắc anh chỉ mua 70 thôi. Hay để em quản lý giùm cho, coi như là em khỏi phải đi làm ở đâu hết. Nếu vậy thì em mua 30% cổ phần của Hương đi, anh mua 70. Chị nghĩ sao? Thì em cứ hỏi ý kiến mẹ em thử coi sao. Mẹ có thể cho con vài tỷ để mua 30% cổ phần của nhà hàng Hương Việt được không? Anh, em thấy thằng bé đó nó giống anh hồi lúc anh còn trẻ lắm đó. Không biết có khi nào nó có bà con họ hàng gì với anh không ha?
anh cũng không nhớ nổi nữa. Anh cũng không nhớ lúc trước quê quán anh ở đâu, nhà cửa anh ra làm sao, cha mẹ anh là ai nữa. À, hay là bữa nào mình ghé thăm gia đình nhà hàng Tâm á, mình coi làm sao, biết đâu được là... Thôi, mình cũng phải đợi người ta mời chứ, chứ tự nhiên lên trên đó nó kỳ lắm. Mà con gái của mình cũng đâu cần phải gấp gáp đâu. Mở hai, con thấy vợ anh Tâm á đẹp gần bằng mở hai luôn á. Mở hai, con nhỏ này nhiều chuyện ghê á. Đã có cưới hỏi gì đâu mà kêu bằng vợ con. Thì con thấy được mà, chỉ hiền, đẹp, dễ thương ghê nơi luôn vậy đó. Chỉ còn nấu ăn ngon nữa đó mở hai. Con đó, mày mốt không có được nói mấy cái chuyện này trước mặt cậu hai nghe không? Cậu hai chưa có chịu. À, mà sao con biết chị nấu ăn giỏi? Thì nhà chỉ có nhà hàng mà. Chị nói là học xong á, là chỉ về quản lý nhà hàng của ba má chị đó mở hai. Trời đất, chuyện của người ta sao con rành dữ vậy? Biết sao mở hai không biết mà con biết không? Sao? Con nghe lén người ta nói chuyện á. Trời ơi, cái con nhỏ này, sao mà nghe lén người ta nói chuyện chứ? Nghe lén như vậy á là không có tốt nghe không? Dạ. Ừ, nè, mợ dặn kỹ lại một lần nữa, không có được tùy ý nói mấy cái chuyện mà cưới hỏi hay là bạn gái của anh Tâm trước mặt cậu hai nha. Thì có đời nào cậu hai ở nhà đâu, mợ hai lo quá. Bữa nay cậu hai ở nhà ăn cơm đó. Hả? Thiệt hả mợ hai? Vậy để con đi chiên trứng cho cậu hai nha. Cậu hai về nhà mà không có trứng ốp la là cậu hai ốp cái mặt của con luôn á. Thôi 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 nè nè, dẹp cái này cho mợ, để đó mợ chiên cho. Rồi bây giờ đi lên lầu á, kêu ông Út xuống đút cơm cho thằng Đạt nó ăn. Chút nữa nó xuống nó quậy bà nội rồi bà nội bực mình nữa. Ủa? Mợ hai, mợ hai không biết gì hả mợ hai? Biết cái gì? Ông Út đi rồi. Cái gì? Còn nói cái gì? Ông Út đi đâu? Ông Út đi hỏi vợ. Cái gì? Con nói ông Út đi hỏi vợ hả? Dạ. Thiệt vậy đó hả? Dạ, con nói thiệt đó. Mà hỏi ai? Hỏi chị Bảy. Chị Bảy kế bên nhà nè. Chị Bảy nào? Trời ơi, chị Bảy mập 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 vậy nè, đi tướng vậy nè, nhà kế bên làm ô xin kế bên nhà, sát nhà mình luôn á. Thiệt vậy á hả? Em không thể bớt được nữa. Tại vì em cần đủ số tiền để đầu tư cho khu resort ngoài Phan Thiết đó chị. Thôi mà mẹ, mẹ chuyển cho chị Hương 2 tỷ đi. Có 2 tỷ mà mẹ nhận được 30% cổ phần của nhà hàng Hương Việt, vậy là lời quá rồi còn gì nữa. Con im đi. Mẹ muốn hai thành phải bỏ đủ tiền. Chị à, theo như thằng cha Thuyết nói á, thì hai thành đang nợ nần ngân hàng nhiều lắm. Với lại có bao nhiêu vốn ổng đổ vô đất với mấy chung cư cao cấp không có bán được. Kệ chả. Nợ ngân hàng nhưng mà vẫn còn đất đai, vẫn còn nhà cửa. Vậy chứ bây giờ mẹ muốn sao? Con im ngay. Chuyện của mẹ không cần con phải biết. Má thấy trong người sao rồi? Đã khỏe chưa? Uống hết đợt thuốc này mà không khỏi,
con nói vợ con đưa má đi bác sĩ khác. Tao ăn ở đâu có thất đức với ai đâu, mà sao trời Phật phạt tao khổ như vậy không biết. Có chuyện gì nữa? Bộ mày không biết hay sao mà hỏi má hả Hai Thành? Má nói vậy là sao? Nhưng mà biết chuyện gì hả má? Trời ơi, con vợ mày nó đẻ cho mày hai đứa con, một đứa thì khùng, một đứa thì hư hỏng, người không ra người, ngợm không ra ngợm. Sao má lại nói vậy chứ? Bộ tao nói không đúng hay sao? Thằng Đạt là cháu nội đích tôn, mà mày thấy nó có giống người hay không? Còn cái con Lan nữa, hư hỏng quá rồi. Má nó không biết vậy, để cho nó thành ra cái con gì tao không biết nữa. Ăn nói thì hỗn hào, đầu tóc thì xanh xanh đỏ đỏ, như là một con quỷ vậy đó. Má, sao má lại ngồi ở đây? Má có chuyện gì vậy? Má nói con nghe đi. Má thấy mệt quá nên con đưa má lên sân thượng nha. Con đi lên đây với má. Hồi nãy má định xuống dưới đó nói chuyện với bà nội của con, mà vừa bước ra khỏi phòng má thấy mệt quá nên ngồi đó nghỉ một chút. Má, má mệt sao vậy má? Má có sao không? Má thấy khó thở một chút thôi à. Để mai con đưa má đi khám bác sĩ nha. Không sao đâu, bây giờ má thấy đỡ rồi. Không được, má phải đi khám bác sĩ, lỡ có gì mình còn điều trị sớm nữa. Má đã nói là má không sao rồi mà, con đừng có lo. Má quên hỏi con chuyện này, mấy bữa trước con đi xuống Bến Tre ra mắt ba má con Trâm sao rồi? Ba má của Trâm cũng hiền lành lắm má, cũng trạc tuổi cỡ ba má mà thôi. Con có nói bữa nào ba rảnh thì con sẽ đưa ba má xuống để mà thăm họ đó. Vậy á thì mừng rồi. Má thấy con bé Trâm á, nó hiền lành, dịu dàng, dễ thương nữa. Má chịu con bé đó lắm. Nhưng mà ba không thích Trâm má. Con nói bậy không hả? Tánh ba con làng vậy đó, đi làm công chuyện gì căng thẳng quá hay quạo quọ vậy thôi à. Má, con có chuyện muốn hỏi má. Má trả lời thật cho con nghe nha. Có chuyện gì con cứ hỏi đi. Sao cả ba và bà nội hình như là không có ưa con? Mấy ngày nay bà nội ở đây, con mới cảm nhận được rõ ràng chuyện đó. Má, có chuyện gì phải không má? Má nói con nghe đi. Má, má nói con nghe đi má. Tại vì thấy con giống y chang cậu ba của con vậy. Mà ba của con á thì thương má nhiều lắm, một hai đòi cưới má mà bà nội con không có cho. Nên thành ra
Ủa, ông Út đi đâu vậy? Tập thể dục hả con? Dạ. Xe này của con phải không? Dạ. Cao quá mày. Đó con nghe rõ không? Dạ nghe. Chất mỏi cỏi lắm con. Cúi xuống sát sát một chút. Rồi. Nó nhỏ nè. Dạ. Vô trong. Bấm cửa. Đóng lại. Ông Út đi mua hủ tiếu cho bà nội sớm vậy. Ông mua cho bà nội. Hả? Mua cho người khác. Mua cho ai? Có hàng xóm. Có hàng xóm. Xóm bên đây nè. Bên này hả? Ủa, vô đi, người ta nhờ ông Út mua hả? Cần gì nhờ? Mình tán người ta mình phải tự tự động. Thôi đi vô đi, nhiều chuyện quá. Thôi đi nha. Con sợ ông Út quá à. Em sao vậy? Hồi hôm anh nói với em á, là sáng nay làm thủ tục ngân hàng để sang tên cái nhà hàng gì đó phải không? Ừ, nhà đất đã đóng băng nên anh phải đổi hướng. Ủa, tự nhiên sao anh chuyển sang kinh doanh nhà hàng? Mình đâu có rành rẽ mấy cái lĩnh vực đó đâu. Thôi, chuyện làm ăn của anh, em đừng có nhúng dùng chi cho nó mệt. Đang khó khăn như vậy, tự nhiên anh đổ vô mấy chục tỷ đồng làm gì? Đàn bà biết gì mà nói. Bây giờ mỗi sáng thức dậy, anh phải có cả 100 triệu để trả lãi ngân hàng đó. Em có biết không? Anh phải mở thêm nhà hàng để có nguồn thu trả lãi cho ngân hàng mỗi tháng đó. Anh à, sao mình không bán bớt đất đai đi? Bán rẻ rẻ cũng được. Rồi lấy cái tiền đó mình trả bớt cho ngân hàng. Em không biết chuyện làm ăn của anh thì đừng có xía vô. Anh đang rất là nhức đầu. Bây giờ bán cho người ta, coi như là cho không người ta vậy đó. Em hiểu chưa? Tại em thấy lo cho anh, nên em mới hỏi như vậy thôi. Còn chuyện của thằng Tâm nữa. Còn nó muốn về công ty để phụ giúp anh. Hay là anh coi anh tính như sao cho nó quản lý cái nhà hàng đó được không? Để từ từ anh coi lại đã. Con nó mới ra trường, em sợ nó không có việc làm, con nó buồn. Trước mắt bây giờ, cứ để cho nó tự kiếm việc làm đi. Cho nó ra ngoài lăn lộn với người ta thì mới có kinh nghiệm được. Kêu con Lan xuống phòng khách, nó nói chuyện chút. Chào má. Con, tối qua má ngủ được không? Ngủ nghe gì được. Con ngồi xuống đó đi. Bây giờ con phải đi làm sớm rồi. Má đừng có suy nghĩ nhiều làm gì cho nó mệt. Mày nghĩ tao là cái máy hay sao mà mày kêu nghĩ là nghĩ? Không biết nó ăn trúng cái giống gì mà bây giờ nó khùng điên tới mức như vậy đó. Mà nói ai khùng? Thì cậu Út mày chứ còn ai vô đây nữa. Thì từ đó giờ cậu Út bị tưng tưng vậy mà. Má kêu ca làm chi? Nhưng hồi nào tới giờ nó ở vậy rồi. Yên nhà yên cửa rồi. Bây giờ đầu hai thứ tóc, tự nhiên đòi đi lấy vợ. Mày coi chịu đời thấu không? Má nói thật hả?
Chứ tao nói giỡn với mày ba cái chuyện này làm gì? Sung sướng gì mà nói thêm nói bớt ba cái chuyện khùng điên đó. Nhưng mà cưới ai? Con nhỏ hoa hậu hàng xóm. Trời ơi. Nè, lần này là cái chuyện gọi là chuyện trọng đại nghiêm trọng đó con. Nó ảnh hưởng cả cuộc đời của cậu. Không phải khùng điên như má con nói đâu. Má đi con với con. Dạ. Đi. Gì? Gì? Sao? Từ từ con đây. Chuyện gì? Vô đây với con. Từ từ. Vô đây đi nè. Đứng đây đi. Nè cậu. Cái gì? Bộ cậu nói thiệt hả? Hả? Hoa hậu nào mà chịu lấy cậu chứ? Trời ơi con. Con nhìn cậu đi, trong nhà nào xưa giờ có bao giờ cậu nói xạo gì không con? Cậu nói thiệt. Cỡ cậu là phải hoa hậu mới được con. Nhưng mà người đó là ai? Cô đó đẹp lắm. Là bé Bảy. Phụ việc ở nhà kế bên. Con biết không? Cô ấy thương cậu lắm. Nhìn vô ánh mắt của cô ấy, cậu biết cô thương cậu từ trái tim. Cô ấy không thể nào thiếu cậu được. Cô ấy thật là đáng yêu. Nhưng mà nó bao nhiêu tuổi? 45. Cái gì? 30 con. 30 tuổi con. Cậu ơi, cậu khôn thiệt rồi. Không có đứa con gái nào mà nó chịu thương cậu thật lòng đâu. Chẳng qua nó thấy nhà mình giàu, cho nên là nó muốn vào đây để đào mỏ đó, cậu biết không? Trời ơi. Cậu đứng lên nói chuyện đi. Tại sao vậy? Cậu. Tại sao? Có gì thì đứng lên nói chuyện với con nè. Mày ấy như má mày rồi đó. Mày biết cách đây 20 mấy năm, má mày hủy hoại đời trai của cậu nè. Cậu yêu bao nhiêu người, bao nhiêu cô gái đẹp, tao dẫn về đây nè. Cái bà gạt. Về cái bà gạt. Cậu, tao yêu ai được? Cậu hả? À, nghe con nói nè, bình tĩnh lại đi. Nói cái gì? Trời ơi, nghe con nói nè, bình tĩnh đi. Có gì từ từ rồi nói. Ai ba cũng không chịu đó. Cậu, bình tĩnh cái gì để tao? Cậu bình tĩnh đi. Ba, sáng sớm ba kêu con xuống để xem tuần hay vậy đó hả? Im ngay. Chuyện của tao để tao tự tính. Mày đụng vô cái hư bột hư đường hết à. Đi ra ngoài phòng khách bà nói chuyện chút. Học tới cái gì rồi? Cái gì là cái gì? Tao hỏi học trường nào. Bà không biết con học trường nào thiệt á hả? Ngồi với nói chuyện đàng hoàng coi. Dạ, thưa ba, con học trường Hoa Sen. Trường đó dạy cái gì? Trường đó dạy nhiều lắm, con học marketing. Đang học năm 3, được chưa? Trường đó dạy là phải ăn mặc như mấy đứa bụi đời vậy đó hả? Nhuộm tóc xanh, tóc đỏ gì sao? Bắt đầu từ bữa nay, phải đốt hết mấy bộ đồ giống vậy nghe chưa? Đi học một buổi, còn một buổi về nhà phụ bé Sáu chăm sóc cho bà nội, nghe chưa? Alo. Ủa, anh tới đâu rồi? Tụi em chờ anh tới nỗi cổ sắp dài thành cổ hưu rồi đó. Dạ. Ông đi tới đâu rồi? Ừ, ông chuẩn bị tới rồi đó. Hồi sáng nay á, nhà có công chuyện. Nghe mẹ em nói là vợ của ông đẹp lắm hả? Thiệt hả? Ừ. Không tin nổi. Vừa đẹp vừa sang. Bởi vì ngày xưa là ông cưới bả chứ không cưới mẹ em đó. Rồi bà còn có con với người khác nữa.
Vậy sao ổng còn mèo mỡ tầm lum hết vậy ta? Đàn ông mà biết sao cho đủ. Chị hỏi thử ông Thuyết nhà chị đi, xem có vợ có con rồi mà vẫn mê đắm chị đó thôi. Không nha, anh Thuyết của chị hả là người đàn ông quá vợ. Ông kìa. Bà và em rành đàn ông lắm. Ngay từ khi mẹ mới lớn, mẹ em đã nói với em rằng đừng bao giờ tin đàn ông hết, đừng bao giờ thương yêu đàn ông thật lòng. Hai người đẹp nói xấu về tôi đó. Trời ơi, sao anh biết hay quá vậy? Trời ơi, trời ơi là trời, chuyện gì vậy? Kêu con nhỏ ăn cơm, trời 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 trời, ngồi một đống thừ lừ, nó cầm cái quạt cà sạch cà sạch cà sạch. Trời ơi. Vậy? Mày để cho nó tự nó múc nó ăn đi. Ngày nào mày cũng đút nó như vậy hết. Tới hồi mày chết á, thì ai đút cho nó ăn hả? Trời 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 trời, bà có duyên dữ không? Gặp mặt tụi ở đâu là rủa tôi chết là sao? Nè, bà nhìn kỹ đi, đó giờ có bao giờ tự nó múc nó ăn không mà biểu tôi chỉ. Thì mày tập cho nó. À, có tập. Nhưng mà nó múc nó đổ cho nó không múc nó ăn. À nè nè nè. Vậy bà giỏi, bây giờ bà tập cho nó nghe không? Đây đây đây, sẵn đây, đây. Đây bà ngồi qua đây. Cái gì vậy? Đây, từ từ. Từ từ để gãi cái lưng. Mày làm gì ngồi vậy? Qua. Bước quá ngầu quá. Trời ừ, nặng như con voi. Đâu. Trời ơi. Thử dán lại vàng bạc đây nè, bây giờ tôi dọn mặt bằng nè, đó, để cho bà coi. Đây, đó. Đó, dọn ra đây nè. Đó, để qua đây. Đó. Nè, rồi, bây giờ chờ nha. Đây. Ngồi im đó nha. Đã, đặt, vô đây con. Cô ra, con không vô cơm đây, mà. Vô đây, ăn cơm. Đang đây. Đây, vô ngồi ra. Đây. Ngồi xuống. Mày ngồi im đó. Đây. Tôi ngồi đây, tôi chứng kiến. Nè, bà ngồi đó, bà nhìn nó ăn cơm nè. Đặt, ăn đi con. Ăn đi con. Đưa cái dây đây. Tối ngày cầm cái trả dây, dây lại của con mà. Ăn xong rồi ông trả. Ăn đi. Đạt. Trời ơi, không biết tôi làm gì nên tội mà trời phạt phạt tôi khổ tâm gì nè. Có hai đứa cháu mà gái không ra gái, trai không ra trai là sao? Đó, thấy nó ăn ngon không? Đó, phải coi lại mình ăn ở làm sao bị trời phạt á. Mày im đi. Hãy mỗi lần tao mở miệng ra nói là mày nhảy vô họng tao, mày ngồi làm sao? Mà cũng tại mày hết đó. Sao tại tôi? Thì trời đất ơi, tôi nói thiệt chị Tư nha, tôi tức dữ lắm nha. Từ ở hồi đó ông bà ráng rặn tôi đẻ trước bà hoặc là song sanh với bà đi. Để làm chi? Để chữ bà cho đỡ tức chân. Cái thằng này, mày hỗn vừa vừa thôi nghe mày nghe. Trời vui ơi, quá đã. vui quá điếc tai quá. Vui quá trời ơi. Bà nội, ngày mai con đưa bà nội ông Út với thằng khùng này đi. Mày đưa đi đâu? Đi đâu? Đi lên chùa dưới Trang Gia Lào. Cái gì hắc lạo? Ê, đứng lại. Thấy con kìa. Con nhìn ông ở chỗ nào mà con nói ông bị hắc lạo con? Con nói á là đưa bà nội, ông Út với thằng Đạt đi lên chùa dưới Trang Gia Lào. Chứ nó ông Út bị hắc lạo hồi nào? Đó khùng rồi còn điếc. Trời đất ơi. Lan, đứng lại. Lan, lợi nội biểu coi. Trời bà này ơi. Nghe bà chốt bà nhán hả? Nó kêu đi chùa chứ Trang Gia Lào cho bị hắc lào hồi nào. Mày hiểu nghe, mày hiểu nghe, vừa phải thôi nghe mày, nghe chưa? Rồi còn cái thằng này nữa. Thành ơi là Thành, mày đẻ anh chi ra toàn cái lũ gì vậy hả Thành? Trời ơi là trời, tôi tức quá đi mà. Ui dạ. La cho cố vô. Đi con, đi ra ngoài sân bắn bi với ông con. Đi chơi, vui trời quá, ơi, đi chơi. Thành ơi, nhanh mày đây, giết nhanh tao đây. Đi mày giết tao đi nhanh Thành đây. Ơi con xin lỗi má, thằng Đạt nó hư quá làm đổ cơm tùm lum nữa rồi. Má uống miếng nước bớt giận nha má.
Cảm ơn nha. Má, má cũng đừng có giận thằng Đạt, tội nghiệp nó. Má à, để con nói cho má biết, ở trên Long Khánh á, người ta nói có chùa Chứa Chan Gia Lào linh thiêng lắm, ai xin cái gì á, là được cái đó. Để con nói anh hai, bữa nào dẫn má lên trên đó cho khuây khỏa nha. Chùa đó ở đâu? Dạ ở Long Khánh đó má. Mình đi từ đây tới đó khoảng hơn 100 cây. Có chùa tên là Bửu Quang, linh lắm đó má. Rồi sao? Con nghe nói á, là chùa đó ở núi Chứa Chan Gia Lào, cao gần bằng núi Bà Đen luôn á má. Bị nói cái chùa đó đó nằm trên núi hay là dưới núi? Dạ ở trên núi đó má. Ủa rồi bây tính bây giác vào lên núi hay sao vậy? Dạ không, người ta đi lên trển bằng cáp treo, mà cả gia đình mình đều đi lên trên đó được luôn. Hả? Cáp treo là cái gì? Dạ là... Mà thôi, để bữa nào con dẫn má lên trên đó cho má biết nha. Tóm lại, bên của Nguyên Lam sẽ tham gia 30%, bên mình sẽ là 70%. Bên mình sẽ đứng tên pháp nhân cho nhà hàng Hương Việt. Anh Hải, anh xem thủ tục pháp lý rồi hoàn tất hồ sơ đi. Chị Liên, chị coi lại sổ sách tài chính nha. Dạ. Dưới góc độ luật sư riêng của anh, tôi thấy công ty mình không nên đầu tư vào khu khách sạn nhà hàng Hương Việt. Tại sao? Vì chức năng trong giấy phép hoạt động của Thành Đạt không có dịch vụ ăn uống. Thì mình cứ lên sở kế hoạch đầu tư xin mở rộng thêm ngành nghề. Chuyện nhỏ mà, tôi thấy có cái gì đâu mà lúc nào anh cũng khó khăn gì. Luật sư, anh cứ xúc tiến hoàn tất thủ tục giùm tôi đi. Phần tôi sẽ quyết định đầu tư vào nhà hàng Hương Việt là cứu cánh cho tình trạng đóng băng hiện nay của công ty. Chị Liên, chị có ý kiến gì không? Dạ, hồ sơ tài chính của công ty mình hiện nay đó, nếu mình làm thủ tục vay ngân hàng thêm 20 tỷ đồng thì hơi khó đó anh. Tại sao nói tới cái gì? Mấy người cũng khó. Khó là khó cái gì? Bây giờ có làm cái gì cũng không dễ đâu. Tình hình tài chính của công ty mình đang rơi vào tình trạng khó khăn, và những giải pháp mình đưa ra là những giải pháp cứu cánh tạm thời cho công ty mình giai đoạn này mà thôi. Anh chỉ cứ thực hiện đúng theo quyết định của tôi đi. Ba của anh cứ muốn anh phải tự đi kiếm việc làm ở công ty khác. Ở công ty Thành Đạt bây giờ đang có nhiều vấn đề, anh muốn tìm cách để mà cứu giúp cho ba. Nhưng mà ba anh không muốn thì thôi. Chắc là ba anh sợ anh về công ty nhà rồi ỷ lại. Như vậy cũng tốt đúng không? Mình qua đó ngồi. Chắc là ba anh muốn rèn luyện cho anh sự vững chãi và mạnh mẽ thôi. Hay là anh đi thực tập với em nha. Em được nhận việc rồi. Thiệt hả? Em thực tập ở đâu? Ở công ty du lịch Hòa Bình. Công ty đó họ mới xây một khu resort 4 sao ở Bến Tre. Họ dự tính sẽ xây thêm một khu resort sinh thái Dương nữa. Nghe cũng có lý đó. Vậy là ngày mai mình về Bến Tre hả? Không cần đâu, văn phòng chính của họ đặt ở Sài Gòn, mình không cần về Bến Tre đâu. Má anh gọi. Dạ con nghe nè má. Ngày mai con có bận gì không? Dạ rảnh. Có gì không vậy má? Ngày mai con đưa bà nội với má lên chùa Bửu dạ. Quang trên núi Chứa Chan Gia Lào có được dạ. Không? Dạ được thưa má. Mai Trâm đi chùa với anh không? Anh nghe má nói á,
Chùa ở trên núi Chứ Chan Gia Lào cũng linh lắm, cầu gì được nấy đó. Anh muốn cầu xin gì? Tất nhiên là muốn ở bên cạnh của em mãi mãi rồi. Thôi em không có tin đâu. Em nghe người ta nói á, đàn ông khi không có thì muốn có cho bằng được, còn khi có rồi thì muốn quăng đi càng nhanh càng tốt. Đàn ông nào thì anh không có biết, nhưng mà đàn ông này thì không có đâu nha. Anh xin thề á. Thôi anh đi về đi, bây giờ em phải lên dọn phòng nữa, ngày mai em phải trả nhà cho người ta rồi. Để lên phụ em. Mà tại sao em phải đổi chỗ ở vậy? Anh thấy ở đây cũng tốt mà. Nhưng mà ở đây xa trường học của nhỏ em gái em quá. Nó học ở bên Bình Thạnh lần. Anh thì anh rất thích ở đây. Ở đây yên tĩnh, thoáng đãng. Mình đi thôi em. Như vậy là cá đã cắn câu rồi. Còn cứ tuyển gái còn trinh ở dưới quê, chân dài, lưng ong, rồi con mở lớp đào tạo tụi nó. Vậy là Hương Việt sẽ trở thành điểm tập kết, toàn bộ tầng hầm sẽ không cho người lạ ra vô, đúng không mẹ? Ừ, đúng. Rồi con gọi cho thằng Phương, ngày mai gặp con để nó móc nối lại các đầu mối. Không được. Thằng Phương mới bị công an tóm năm ngoái, bây giờ nó chưa dám nhúc nhích đâu. Công an đang theo dõi nó mà. Mẹ đang muốn nó đó chuyển giao lại các đầu mối của nó cho con. Hương Việt đứng tên Thành Đạt thì mẹ mới yên tâm. Rồi sau đó mẹ mới bung mạnh hoạt động ra nước ngoài. Mà nếu như có chuyện gì là hai Thành đi tù đúng không mẹ? Kệ mẹ nó chứ. Bộ con thương nó thiệt hả? Mẹ cấm đó. Mẹ đã nói rồi, con không bao giờ được thương đàn ông thật sự. Không thương xót một thằng đàn ông nào hết. Alo. Mày tính hầm ông ở trên này hả con? Nhốt tao vậy hả? Con xin lỗi ông Út. Đi chơi. Đi chơi. Xuống đây. Vui quá. Vui quá. Đó. Tao nhìn đi, thấy không, hoành tráng lễ không? Ta nói đất đai nhân trạch ở đây nha, linh dữ lắm. Xin cái gì cũng được, cầu cái gì cũng cho hết. Lát hồi vô trọng muốn xin gì xin. Nhớ xin cho tôi có được con vợ đẹp đẹp sang sang như con dâu là được à. Trời ơi, mày nói cái gì vậy? Bọn mày khùng hốc. Tôi nghĩ sao nói vậy thôi, tự nhiên nói người ta khùng mà. Thôi được rồi. Đi lẹ cho lát nó lên nó đông rồi chen không nổi à. Đi chơi, đi chơi. Đi chơi. Mình đi vô trong đi anh. Xin mời gia đình vô đây. Mời chị. Chào chị. Vui quá đi chơi. Lại. Trời ơi. Thôi. Ê, này này. Má không đi cái đó đâu. Đi đi má. Má, không có sao đâu.
Đứng má yên đi. Tâm đi, không sao đâu. Nội sợ quá con ơi. Không có sao đâu nội. Mình vô trong đó mình ngồi á hả? Ấy, không, có chị Tư á là đu trên nóc á. Ừ, mày nói gì? Ừ. Đi chơi đi ông Út. Sao? Sao người ta vô trống ngồi mà tao phải đu trên nóc? Cái đó là người ta, còn chị đâu phải người ta. Lâu quá. Vô đi mát lắm, có gì đâu mà sợ. Đi nữa. Sao đâu má? Mày đi đi mà. Đi đi. Đi đi nhưng mà mày giữ giùm chị cái giỏ này nha. Cái gì đây? Mày cất cho cẩn thận nha, tiền bạc vòng vàng trong đó đó. Tiền ớt vàng. Trời ơi. Trời đất. Bà nội. Ui. Má. Nghiêm coi. Sao bà nội không để tiền ở nhà đi? Rồi đi. Đâu của đó con. Mình lên đi. Đi cho người ta đi. Dạ. Vui quá. Lên lên. Mày đừng im coi. Lộn xộn quá. Cẩn thận bà nội. Từ từ từ. Ây da trời ơi. Thấy thằng kia. Ơi bà ơi. Má ơi. Em. Má. Ngồi đi. Không sao đâu. Không sao đâu. Đi ra ngoài này. Trời ơi. Đi xuống đây nè. Xuống đi chú. Dạ. Nội. Nội nhìn ra ngoài kìa nội. Cảnh đẹp lắm. Bà nội. 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 Nội nhìn ra ngoài đi. Phật tổ đang ở bên ngoài bảo vệ cho nội đó. Thằng Tâm nó nói đúng đó má. Ở đây người ta làm chắc chắn an toàn lắm. Má đừng có sợ nghe má. Dạ. Đúng rồi. Không có gì sợ đâu nội. Mở mắt ra đi. Nội nhìn đi nội. Má mở mắt ra. Má nhìn ở phía dưới kìa. Đúng rồi nội. Có gì đâu mà sợ. Ừ? Nội. Hả? Đó, thấy chưa? Đâu có gì đâu phải sợ đúng không? Đẹp không? Có gì đâu phải sợ. Má thấy ở đây cảnh đẹp không? Vậy đi nội. Má bước cẩn thận nghe má. Nội. Dạ rồi. Cẩn thận. Rồi. Công nhận đi cái này sướng thiệt á. Dạ. Nội thấy nó chắc chắn mà nó an toàn nữa. Nó êm y như là trên máy bay vậy á. Nội thích rồi phải không? Má, kỳ này lên chùa má định cầu nguyện điều gì vậy má? Thì tôi cầu cho thằng Đạt nó bình thường như con người ta. Tôi cầu cho con Lan nó cũng bình thường như con người ta. Chứ cầu gì nữa. Cô đó, cô sanh cho dòng họ nhà này hai đứa con mà không ra cái gì hết. Cô còn hỏi gì nữa đây? Nội à, sao con cứ nghe nội nói đi nói lại câu đó hoài à? Mà con thấy đâu có đúng đâu. Nội nghĩ đi, con nè, bình thường mà nội. Lan em gái con á, cũng xinh xắn, dễ thương mà nội. Chỉ có Đạt á, là bệnh một chút thôi. Một lát á, con sẽ cầu cho thằng Đạt hết bệnh luôn, nha. Con im đi. Con biết cái gì mà nói. Con có biết là má, con là má, má bình tĩnh con lại là... Con xin má. Má, bình tĩnh lại đi má. Con xin má. À, vui quá đi chơi, đi chơi. Cẩn thận bà nội. Cẩn thận nha má. Từ từ thôi. Dạ rồi. Nội ngồi xuống đây đi. Ừ.
Rồi mệt không? Đã. Con sao bóp cho nội nha. Con à, sao chạy nhảy lung tung quá vậy? Đứng yên nè. Sao? Cả nhà thấy sao? Tôi nói thiệt nha, tôi khoái nhất là cái cảm giác bước lên cabin đó. Cái cảm giác nó lần lần khó tả lắm. Hả? Cái vỏ sách đâu? Cái vỏ nè. Đó, phải không? Đi vô trong cabin đó, nhìn nè xuống cậu, dưới. Cái vỏ hồi cậu nãy á, tao kêu mày giữ đâu? Vỏ của má hồi nãy gửi cậu đó. Ê, nội. Trời ơi, cái vỏ đâu? Cái vỏ. Ê, nội, nội, nội. Cái vỏ. Nội bình tĩnh rồi. Cái vỏ. Cái vỏ gì không? Ơi, hả? Trời ơi. Trời ơi là trời, Út ơi. Gia tài tiền bạc của tao để ở trong đó. Mày giết tao rồi Út ơi. Để tôi đi tìm. Út đi nhanh lên. Đã. Má. Đi lên. Má ơi, bình tĩnh lại đi má. Vui quá bà nội khóc kìa. Không còn nữa. Má, ngồi xuống đây đi má. Mà đánh cho mày. Đau lắm không má? Trời ơi là trời, mày giết tao rồi. Nó đem nó bỏ hết tài sản của tao rồi, trời ơi. Má ơi, má bình tĩnh lại đi má. Bao nhiêu tiền bạc tôi dành dụm tôi để trong đó. Má thì... Má bây giờ nó đã má mất hết rồi sao? Má, cũng tại má bất cẩn đó. Đi tới những chỗ này, đem theo vàng bạc chứ vậy. Anh à, má, má yên tâm đi, không có mất đâu. Thằng Tâm nó sẽ tìm được cho má mà. Cái chỗ này á, đông như kiến cỏ vậy nè, làm sao tìm được mà cô nói tìm được. Trời ơi, ơi. Mắt đồ mày đánh tét đánh cho đó. Coi. Thôi con, nghe mà nói không. Mẹ, ngồi xuống đây. Chết tôi rồi. Chú tua cái này cho lẹ đi chứ đoạn này không có đâu. Chú ơi chú, coi cái hình số 4 á. Dạ dạ. Dạ. Chuyện gì đâu không à. Ê, có khi nào mà mình làm rớt ở dưới không ta? Ê, ê, đứng lại Đạt ư. Thằng này. Kìa. Kìa. Hả? Đúng rồi. Làm rớt nè. Đúng không Út? Lụm lại đi. Trời, bữa nay có vẻ nóng nực quá không? Trong nhà mưa xấu xả mà cũng nóng nữa. Thôi, có gì đâu mà khóc dữ vậy không biết nữa. Mất của tôi mừng. Nó có ý đồ nó hãm hại tao, cho nên nó mới rủ tao đi chùa để cho người ta lấy hết tiền bạc của tao. Trời đất ơi là trời, đêm nào cũng đọc kinh mà cái bụng lúc nào cũng nghĩ ta xấu hết. Bởi ta nói tâm Phật khẩu xà là vậy. Thôi mày đừng có nói gì nữa nè. Mày im cái ông mày lại đây. Mày trời ơi, đã nói đau không lo cứ vậy đó. Ngồi chú. Dạ đau quá. Cái gì mà cứ động đậy riết không biết nữa. Thằng Tâm nó đang đi tìm kìa. Biết đâu nó đi về nó có cái kết quả gì đó khả quan hơn sao. Từ từ từ. Nó về rồi mình hỏi nó. Con Tâm. Sao con? Sao rồi con? Kết quả sao con? Sao rồi con? Sao mặt buồn vậy con? Có tìm được kết quả không? Sao? Trời ơi tao biết mà. Thấy chưa? Mày á, mày tìm cho tao nghe. Thấy chưa, giờ có tìm được đâu. Giờ mất rồi đó. Mày hay quá. Trời ơi, con này nè. Trời ơi, con ơi. Cái bao của nội nè con ơi. Nói coi thử coi. Tìm có rồi hả con? Dạ. Ôi. Ông thương mày quá. Ông Út à. Trời ơi, nặng quá à. Ông Út này thiệt tình luôn á. Đâu, bà kiểm tra coi có thiếu gì không? Con ơi, con đủ hết con ơi. Dạ. Con ơi. Rồi biết làm sao không? Người chuyện là kiến cỏ mà sao người ta tìm được cái người lấy con đi nhờ người ta con? Có camera. Rồi bắt đầu người ta thấy cái biển số, người ta đi theo về tới nhà của thằng nhỏ lấy đồ của nội á. Ừ. Chuyện là vậy đó. À. À.